Tuy con chưa được một lần gặp bác, mà sao con luôn thấy nhớ thương. Cứ đến ngày đại lễ Việt Nam, nhìn cờ phất phới rộn ràng, tim con bác ơi, trong một phút thiêng liêng con nhìn lên anh bác, bỗng nhiên nước mắt con rưng khi thấy chạm vào đôi má, được chuốt chòm râu bạc thương yêu. Dù biết rằng đó chỉ là hành giấy vô tri, nhưng tận đáy lòng con lại thấy mình ôi hạnh phúc. Hạnh phúc này chắc chẳng riêng con, mà của toàn Việt Nam khi có người cha như bác. Tình ba trao bên nhà rồng thân yêu vẫn còn in dấu những bước chân xưa, người cất bước lên tàu. Bác đã bôn ba khắp chốn quê người, bởi đau cảnh non sông bị xích xì nô lệ, thương cảnh đồng bào mình rất áo đôi con. Có những tháng ngày bác không ngủ quên ăn, canh lo âu với bao điều trăn trở. Bác mong ước sao một ngày giải phóng, được thấy đồng bào ấm áo. Công cao như núi chất chồng, tình như biển rộng chảy ngoài khơi xa. Thương sao đôi dép trì thiên, nhớ sao viên gạch nung nơi xứ người. Rồi cái ước mơ kia cũng đã trở thành hiện thực khi năm bất hân hoan, ngày đất nước thân bình. Bởi bác thân yêu nay còn đâu nữa, con nghe lòng mình thương xót bao nhiêu. Dù hôm nay bác đã đi xa, nhưng cái nghĩa xưa vẫn còn đầy nguyên vẹn. Các vua hùng xưa đã cố công dựng nước, bác chẳng quản gian lao mầm giữ vẹn cơ.
mà con cứ ngỡ như lời người năm cũ. Từ Bá Đình Xá khi đọc lời tuyên ngôn độc lập, bác đã ân cần hỏi: tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Dạ nhớ, con nhớ hoài, nhớ mãi không nguôi. Cái năm điều bác dạy thuở con vừa cấp sách, cái điều đầu tiên yêu đồng bào, yêu tổ quốc và đoàn kết khiêm tôn dũng cảm thật thà. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp mãi tên Hồ Chí Minh. Cái tài cái đức rạng ngời, bác mãi mãi là đuốc sáng ngàn.